Em Hà Giảm Cân xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube Hà Giảm Cân. Khi mà chúng ta giảm cân, giảm mỡ thừa thì cái việc tính toán calo đôi khi cũng rất là cần thiết và quan trọng. Đặc biệt là đối với những anh chị nào mà mình có xu hướng là muốn ăn uống đa dạng các cái loại thực phẩm, rồi mình ăn nhiều các cái loại món ăn, thì mình cần phải xác định được cái lượng calo mình cần ăn, mình phải ăn trong một ngày để có thể giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả. Thế nhưng mà có nhiều anh chị thì gặp khó khăn và nhiều anh chị còn không biết là cái lượng calo mình phải ăn trong một ngày là bao nhiêu để giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ thừa. Thì video này em Hà sẽ chỉ cho các anh chị cách tính calo trong một ngày để giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ thừa rất là đơn giản. Và ở cuối video em Hà cũng chia sẻ cho các anh chị bí quyết làm như thế nào mà mình có thể giảm đến tận 3kg trong một tuần mà gần như là cũng không cần phải tính toán calo luôn. Nên là các anh chị hãy cố gắng xem đến hết video để biết được bí quyết một tuần có thể giảm đến 3kg các chị nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video. Và bây giờ các anh chị hãy cùng theo dõi trên màn hình để em Hà hướng dẫn cho các anh chị cách để mình tính toán calo các anh chị nhá. Đầu tiên thì mình vào Google đi các anh chị. Đấy, thì bây giờ cứ cái gì không biết thì mình lên Google mình tìm. Cái này thì sẽ liên quan đến công nghệ một chút, nên là những anh chị nào mà mình gọi là mình không sành về sử dụng điện thoại thì mình có thể nhờ các bạn thanh niên rồi các cháu nhà mình hỗ trợ mình các chị nhá. Nó cũng rất là đơn giản thôi, mình cứ nhìn theo em Hà làm và mình làm theo là được các anh chị nhá. Thì trước tiên là mình vào Google này, xong rồi mình tìm là công cụ tính calo để giảm cân. Đấy, mình tìm là công cụ tính calo giảm cân. Đó, anh chị cứ tìm đúng giống như em Hà như này. Đấy, mình tìm là công cụ tính calo để giảm cân các chị nhá. Đấy, công cụ tính calo để giảm cân. Sau đấy mình vào, mình nhấn vào tìm trên Google này. Đầu tiên là các chị sẽ thấy là trên Google sẽ đề xuất ngay website là bfresso.vn này, công cụ tính chỉ số calo này, TDEE BMR chuẩn Việt luôn này. Thế mình nhấn vào để mình xem các chị nhá. Đấy, xong sau đấy mình sẽ kéo xuống. Giao diện trên máy tính với cả giao diện trên điện thoại thì sẽ hơi khác nhau một chút, nhưng mà mình cứ tìm đến cái chỗ nào mà có chỗ để mình điền thông tin của mình là được. Đấy, ở đây có chỗ giới tính này, tuổi, chiều cao, cân nặng thì mình điền các cái thông tin của mình để ra được cái chỉ số calo mình cần phải ăn các chị nhá. Thì ví dụ như là cho các chị em đi thì giới tính là nữ này, tuổi ví dụ như là mình 45 tuổi, chiều cao của mình là 1m60 đi, cân nặng của mình là hiện đang là 65 cân. Rồi, tiếp đến là cái cường độ vận động thì mình vận động ít, tức là mình không vận động, không có thể dục thể thao gì, mình chỉ vận động cơ bản thôi thì mình chọn là vận động ít. Thế còn nếu như mà mình tập luyện 1 đến 3 buổi trên tuần thì là vận động nhẹ này, rồi tập luyện 4 đến 5 buổi trên tuần thì là vận động vừa. Đấy, thì em Hà sẽ chọn là vận động nhẹ đi, xem cái lượng calo mình cần ăn là bao nhiêu các anh chị nhá. Vận động nhẹ là tập luyện 1 đến 3 buổi trên tuần. Và kết quả chúng ta sẽ có chỉ số calo của mình, đầu tiên là BMR là 1356 calo. BMR tức là gì? BMR tức là cái lượng calo tối thiểu mà chúng ta cần phải nạp vào trong một ngày để đảm bảo cái hoạt động của cơ thể nó diễn ra một cách ổn định, tức là để đảm bảo cái sự sống của mình đấy các chị. Nếu như mà mình không vận động, không làm bất cứ gì, mình chỉ có ăn với ngủ thôi thì một ngày mình cũng cần phải nạp ít nhất là 1356 calo cho cơ thể các chị nhá. Đấy là BMR. Thế còn TDEE là gì? TDEE là cái lượng calo mà cơ thể của chúng ta sẽ đốt trong một ngày. Đấy, bao gồm cả cái việc mà chúng ta, cơ thể của chúng ta, các cái hệ nội tạng của chúng ta hoạt động này, rồi chúng ta thể dục thể thao, rồi chúng ta đi lại, rồi chúng ta làm việc, thì một ngày chúng ta sẽ đốt là 1864 calo. Đấy là đối với một chị 45 tuổi, cao 1m60 và nặng 65 cân, mình vận động với cường độ nhẹ trong tuần nha chị nhá. Thì cái lượng TDEE là cái lượng calo mà mình đốt trong một ngày là 1864 calo, được chưa ạ? Và nếu như mà mình muốn ăn giữ cân thì mình sẽ ăn là 1864 calo trong một ngày. Rất là đơn giản đúng không nào? Thế còn nếu như mà mình muốn giảm cân thì các anh chị hãy lưu ý là mình sẽ ăn cái lượng calo trong một ngày là thấp hơn 1864 calo và cao hơn 1356 calo, được chưa ạ? Ở đây người ta cũng có đề xuất này, nếu như mà mình muốn giảm cân nhẹ thôi thì mình sẽ ăn là 1614 calo đấy trong một ngày. Nếu mình muốn giảm cân nhanh hơn đấy, thì mình sẽ ăn là 1364 calo trong một ngày đấy. Thì mình ăn càng thâm hụt calo thì mình sẽ giảm cân càng nhanh, tuy nhiên là không được ăn thâm hụt đến cái mức mà thấp hơn cái BMR của mình đó chị nhá. Mình phải ăn cái lượng calo và đảm bảo BMR để đảm bảo
cái hoạt động của cơ thể nó diễn ra ổn định. Chứ mình mà ăn thấp quá là mình sẽ tụt đường huyết, rồi mình hoa mắt, chóng mặt, mình ngất xỉu các kiểu đấy. Nên là các chị phải lưu ý nhá. Đấy, ở đây thì người ta có chia sẻ là nếu như mà mình ăn thâm hụt calo ấy mà vẫn đảm bảo duy trì cái sức khỏe của mình thì mình trung bình là một tuần mình sẽ giảm được từ 0,25 đến 0,5 cân một tuần thôi. Và nếu như mà mình muốn giảm, ở đây họ có chia sẻ muốn giảm cân nhanh đến 1 cân một tuần, thì cái lượng calo ăn trong một ngày là 860 calo thì nó lại thấp hơn cái BMR rất là nhiều, và điều đấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Thế thì làm cách nào để có thể mà một tuần giảm đến tận 3 cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cơ thể? Thì bí quyết ở đây là các anh chị cần phải lựa chọn đúng những cái loại thực phẩm nó tốt cho cái việc giảm cân nữa. Thì như vậy mình sẽ giảm cân hiệu quả hơn và vẫn đảm bảo cái sức khỏe của mình các anh chị nhá. Thế thì để biết cái thực phẩm nào nó tốt cho cái việc giảm cân thì lát nữa em Hà sẽ chia sẻ sau cho các anh chị. Bây giờ chúng ta tham khảo cái lượng calo của một số những cái thực phẩm phổ biến ở Việt Nam đã, được chưa ạ? Đấy, những chị nào mà có nhu cầu mình ăn uống đa dạng thì mình lên kế hoạch một ngày mình sẽ ăn những món gì và mình sẽ tra cứu cái lượng calo của món đấy. Sau đấy mình sẽ cộng hết các cái lượng calo của những thực phẩm mình ăn trong một ngày và đảm bảo cái lượng calo đấy nó thấp hơn cái TDEE và nó cao hơn cái BMR. Đấy, các anh chị lưu ý nhá. Thế bây giờ mình có thể gõ là calo của một số món ăn, một số thực phẩm phổ biến ở Việt Nam đi. Đây, calo của một số thực phẩm phổ biến ở Việt Nam. Nhiều khi là mình không biết là mình sẽ ăn món gì thì mình có thể lên đây để tham khảo những cái món ăn phổ biến ở Việt Nam đi. Đầu tiên chúng ta sẽ có là cơm trắng này. Cơm trắng thì trung bình một chén vừa thì sẽ là 200 calo. Đấy. Thế ví dụ mà một ngày mình ăn 3 chén cơm thì lượng calo từ cơm sẽ là 600 calo. Đấy, các anh chị cộng hết vào. Rồi chúng ta có món bầu xào trứng này, 109 calo. Bò cuốn lá lốt, 8 cái bò cuốn lá lốt thì là 841 calo. Wow, khá là cao đấy các anh chị. Rất là nhiều các loại thực phẩm, rất nhiều món ăn đây mình có thể tham khảo. Thế nếu như mà cái món mình muốn ăn không có đây thì mình có thể tiếp tục lên Google. Ví dụ như là mình thích ăn bánh mì chẳng hạn, thì mình tìm calo của một ổ bánh mì đi, xem là bao nhiêu, đúng không ạ? Đây, sẽ có ngay. Kết quả là mình sẽ có ngay. Ví dụ như là một cái ổ bánh mì thịt đi thì thông thường là khoảng 380 đến 400 calo. Đó. Thế thì bây giờ để chúng ta có thể giảm cân, giảm mỡ thừa thì mình hãy xác định lượng calo của những cái thực phẩm mình ăn trong ngày và mình hãy ăn đảm bảo là cái lượng calo đấy nó thấp hơn TDEE và nó cao hơn BMR. Được chưa nào các anh chị? Tuy nhiên là cái việc tính toán calo này nó chỉ là một cái yếu tố, một điều kiện cần để giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ thừa thôi. Với những anh chị nào mà thứ nhất là mình có tuổi này, thứ hai là cơ địa mình khó giảm cân này, nhiều khi là mình ăn thâm hụt calo thì chưa chắc mình đã có thể giảm được cân, giảm được mỡ thừa đâu. Em Hà đã tư vấn hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị chia sẻ là ăn rất ít nhưng mà không giảm được cân, bởi vì là thứ nhất là cơ địa khó giảm, thứ hai là mình lựa chọn không đúng những cái thực phẩm tối ưu cho việc giảm cân nên là hiệu quả giảm cân nó không cao. Thế thì để lựa chọn những cái thực phẩm tối ưu cho việc giảm cân thì em Hà có lên một cái thực đơn ăn uống chi tiết, các anh chị có thể tham khảo ở cuối video. Bản thân em Hà thì trong quá trình em giảm cân, giảm mỡ thừa thì gần như là em không tính toán calo, bởi vì khi mà em đã lựa chọn đúng những cái thực phẩm có tối ưu cho việc giảm cân rồi thì mình ăn xoay vòng những cái thực phẩm đấy. Và bí quyết chính là ở đây các anh chị nhá, mình lựa chọn tối ưu những cái thực phẩm có lợi cho việc giảm cân và mình ăn xoay vòng những cái thực phẩm đấy. Thì mình, thứ nhất là những anh chị nào mà mình thích tính toán calo đi thì mình chỉ phải tính toán calo một lần thôi, lần sau mình không phải tính toán nữa, phải không nào? Chứ nhiều khi là mình thích ăn món này, thích ăn món kia thì mình lại phải lên mạng tra cứu calo của nó là bao nhiêu, rồi nó đã đảm bảo yêu cầu cho mình giảm cân, giảm mỡ thừa chưa, thì đôi khi là rất là đau đầu, phải không nào? Thế nên là em Hà gợi ý cho các chị là mình lựa chọn ra một số những cái loại thực phẩm tối ưu cho việc giảm cân và mình hãy ăn xoay vòng những cái thực phẩm đấy. Thế còn những anh chị nào mà mình thích tính toán calo của thực phẩm đấy nữa thì mình tính toán calo cho một lần thôi, lần sau mình không phải tính toán calo lại nữa, rất là nhẹ đầu, phải không nào các anh chị? Thế còn những anh chị nào mà muốn tham khảo cái thực đơn ăn uống bên em Hà giảm cân thì em Hà có lên chi tiết công thức ăn uống, thực đơn giảm cân chi tiết cho các anh chị rồi, mình cứ xem và mình áp dụng theo là được. Được chưa nào các anh chị? Thì các anh chị có thể nhấn vào góc bên này để tham khảo thực đơn giảm cân bên em Hà giảm cân nha. Nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng nhưng hiệu quả giảm cân rất là cao và có thể giúp cho các anh chị giảm được từ 2 đến 3kg ngay trong tuần đầu tiên. Bản thân em Hà ngay trong tuần đầu tiên áp dụng theo thực đơn này em đã giảm được 3,5kg nha các anh chị. Và rất là nhiều anh chị được em Hà hướng dẫn thực đơn này thì cũng giảm được từ 2 đến 3 cân trong một tuần luôn. Rất là hiệu quả mà gần như là không cần phải tính toán calo.
Tuyệt vời chưa nào? Các anh chị có thể nhấn vào góc bên này để tham khảo thực đơn giảm cân bên em Hà nhé. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh nhé. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.